Xin chào các bạn. Hôm nay Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ May Design Center tiếp tục gửi tới bạn các video về thiết kế hoàn chỉnh áo t-shirt của bài số 4 trong chương trình đào tạo thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính bằng phần mềm Jabber. Ở bài học trước, chúng ta đã thiết kế hoàn chỉnh chi tiết thân trước, thân sau, tay, cổ, viền. Trong bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục sang phần nhảy size ra đường may, đặt tên hoàn chỉnh chi tiết. Chúng ta vào phần chi tiết. Đây là những chi tiết của bài học hôm trước chúng ta đã thiết kế hoàn chỉnh. Chúng ta phóng to ra. Các bạn lưu ý, đây là những chi tiết chúng ta chưa có điểm nhảy cỡ lên, tất cả đều là hình tam giác. Đây là một phần nhận diện của chi tiết chúng ta. Sau này các bạn cứ nhìn thấy nếu chi tiết của chúng ta ở những điểm giao nhau mà điểm tam giác cân, có nghĩa là chưa có thêm điểm nhảy cỡ và chưa nhảy cỡ. Chúng ta có thể vào Grid, ta vào Modify, ta vào Add Grid Point để chúng ta thêm tất cả các điểm nhảy cỡ. Và sau này chúng ta nhảy nó không bị tóe điểm. Vậy tóe điểm thì như thế nào? Các bạn có thể nhìn vào hình, chúng ta có thể hình dung ra được. Chúng ta đã có tất cả các điểm nhảy cỡ đều có rồi, đúng không ạ? Bước tiếp là chúng ta kiểm tra xem dải cỡ của chúng ta có giống với dải cỡ ở trong tài liệu của chúng ta không, SMLXN. Nếu đúng rồi thì thôi, còn nếu không đúng thì chúng ta vẫn vào Grid, ta vào Asarum Table, kiểm tra, và chúng ta áp Ctrl A lên, chúng ta áp lại. Nhớ nhé, các bạn lưu ý cái điều này. Tiếp chúng ta đến phần nhảy size. Chúng ta phải dựa vào bảng thông số của chúng ta ở đây. Thì các bạn lưu ý, nhảy size thì có nhiều phương pháp nhảy size, gồm có nhảy dồn về phía dưới, nhảy dồn về phía trên, hay là để ở giữa để nhảy ra hai đầu. Thì để cho nó dễ thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn buổi đầu tiên, thì ta sẽ nhảy dồn về một phía, lấy phía cổ là điểm tâm đấy, và ta sẽ nhảy dồn hết vào xuống phía dưới. Đầu tiên chúng ta nhảy dải áo hai phân. Tôi sẽ nhảy thân sau trước đi. Tôi vào Grid Edit Delta, tôi chỉ vào dưới điểm dưới gấu. Các bạn nhớ đây là coi như điểm này là điểm trục XCOY và đây là gốc tọa độ, thì vậy nhảy xuống đây chắc chắn là âm. Và chúng ta đang nhảy ở trên đây là gì? Edit Grid Point Small Arc Incrementer, có nghĩa là chúng ta đang nhảy cỡ theo phương pháp là nhảy cỡ từ cỡ nhỏ đến cỡ lớn cùng giá trị dấu. Khi các bạn xác định được từ đây là gốc tọa độ nhảy dài xuống phía dưới là âm thì tất cả đều là âm. Ở đây chúng ta có delta x, delta y. Delta x là giá trị trục x, delta y là giá trị trục y. Thế vậy chúng ta đang muốn nhảy trục gì ạ? X thì chúng ta clear là xóa sạch. Các bạn dùng clear nhiều rồi đúng không ạ? Sau của đầu clear đó, không còn dấu hiệu của tóc đấy. Clear xóa chữ 2. Updates là cập nhật cho các cỡ luôn. Đó. Tiếp tục lệnh next là theo chiều kim đồng hồ, reverse là ngược kim đồng hồ, nghĩa là chúng ta sẽ mở các điểm kế tiếp theo ngược kim đồng hồ, còn next là sẽ theo chiều kim đồng hồ. Đấy, nên đây rồi. Tiếp tục chúng ta là x là bằng trừ 2, nhớ nhé, vẫn là dài mà. Bây giờ là thông số rộng gấu ở đâu, các bạn quan sát rộng gấu 2 2 2, 1/2 mà nhảy 2 phân, vậy là cả vòng 4 chữ 4 bằng 1. Y clear y. Và đây các bạn lưu ý, đây lại là gốc tọa độ, thì vậy lên đây là dương y, vậy là 1. Các bạn lưu ý đến dấu nhé. Nếu các bạn nhảy tay thì các bạn chỉ cần hình dung là cỡ to phải to ra, cỡ nhỏ phải thu lại. Nhưng ở trên máy thì việc giữa việc nghĩ và làm khác. Các bạn nghĩ là cỡ to phải nhảy ra rồi, nhưng không xác định được âm dương thì vẫn đánh nhầm bình thường. Tương tự, ta lấy tiếp đến điểm rộng ngực. Các bạn lưu ý, ta gì ạ? Trục y nhảy rộng ngực ra, ngực là bao nhiêu ạ? Ngực đâu? Vòng ngực 2 phân nửa vòng, thì vậy cả vòng là 4 4 4 1, dương 1. Tại vì sao? Đây lại trục XCOY, từ gốc tọa độ lên đây là y 1. Update rồi, hạ nách đậu, hạ nách
không? Có chỉ gì ạ? Có rộng bắp tay 1111. Wow, rộng bắp tay 1. Thì các bạn lưu ý rộng bắp tay 1 thì chúng ta thì hạ nách bằng chính bằng thông số rộng bắp tay thì bằng 1 phân x trừ 1. Các bạn lưu ý. Tại sao đây trục XOY đây, góc tọa độ đây, xuống đây phải là âm 1. Update. Tiếp tục chúng ta gì ạ? Nách rộng vai là trục Y. Rộng vai bao nhiêu? Đây, 1111 chia 2 bằng 0,5. Lại Y. Đây lại là trục XOY đây. Thì chúng ta lại Y lên 0,5. Update. Chúng ta nhảy điểm cổ. Chúng ta đánh Y ngang cổ. À, ngang cổ bằng bao nhiêu? Đây chúng cho ra gì ạ? Rộng ngang cổ 18, 15, 19, 0,5 chia cho 2 bằng 0,25. 0,25. Update. Đó. Các bạn nếu như học ở các trường hoặc một số doanh nghiệp hiện tại là chúng ta nhảy như vậy là xong rồi. Nhưng các bạn lưu ý cho tôi, vì cổ to ra và các bạn đã học là thông số ở đây rộng vai. Rộng vai là gì ạ? Mẹo cổ hay neo cổ trong bài học trước là bằng rộng vai chia 10, nghĩa là cái mẹo cổ ở đây sẽ bằng 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Tương đương ở đây cũng vậy, từ đây là 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Thế vậy cái này phải lên. Nếu không nhảy là không đúng. Ta sẽ vào à, thì ta nhảy đây. X0,1. Update. Khi ta nhảy cái này một cái này thôi, nhưng nó sẽ chứa được ba mục đích. Một là cho cái sâu cổ mẹo cổ của ta cỡ to lên cỡ nhỏ xuống. Hai là cái vai con song song các cỡ thì đảm bảo góc cỡ nhỏ cỡ lớn đều giống nhau như lúc cỡ gốc ban đầu. Đấy, và hai ba nữa là dáng cổ thì người to sẽ phải to ra, nhỏ sẽ thu đi, nó sẽ tỷ lệ rất chuẩn. Đấy, chúng ta đã xong. Ta vào modify, ta vào copy. Ở trong lệnh copy này chúng ta những cái sản phẩm đơn giản này chúng ta chỉ cần sử dụng 3 lệnh. Thứ nhất copy gradle là copy cả trục x trục y, copy x zoom là copy trục x, copy y zoom là copy trục y. Vậy giờ chúng ta sẽ copy trục x trước đã. Chúng ta copy và chạy ok. Đây thì là tôi hướng dẫn từng điểm một, còn sau này các bạn copy đây, sau này các bạn có thể đây là có cả x cả y thì chúng ta sẽ copy luôn cả x y của điểm này. Chúng ta không phải copy hai lần đúng không ạ? Tương tự đây có x có y chúng ta cũng có phải là đỡ phải đỡ hai lần. Đây mặc dù x không nhảy nhưng x nhảy bằng 0, y nhảy bằng 0,5, chúng ta cũng có trục x y nhá nhá. Cái góc của gradient rule. Và xong. Bây giờ đến gì ạ? Chúng ta ngang cổ phía này là 0,25 và mở sang bên này 0,25, đây 0,25 và đây 0,5. Đây là ngang cổ. Nhưng sâu cổ trước của chúng ta hiện tại mới nhảy 0,1 và bên đây nhảy 0,1 là 0,2. Vậy chúng ta thiếu 0,3. Nhảy sâu xuống 0,3 nữa thì nó mới cất cổ. Trừ 0,3. Đó, các bạn để ý nhé. Ngang vậy ngang thì ra 0,5 mà sâu cũng 0,5. Chúng ta đã xong thân trước thân sau và chúng ta tiếp tục sang thì nhảy sai của tay. Chúng ta tiếp tục nhảy sang tay. Các bạn mở bản thông số tay gồm có thông số là dài tay 20,5, 21,5 là nhảy 0,5 chiều dài, bắp tay nhảy 1 phân một bên, rộng cửa tay 0,5 một bên. Vậy chúng ta gì ạ? Là nhảy thôi. Grad edit delta rộng bắp tay chúng ta là 1. Update, chúng ta có thể next y trừ 1. Update next chúng ta gì ạ? X trừ 0,5. Update và y này trừ 0,5 theo đúng bảng thông số. Rồi. Tiếp tục next, đây là x bằng trừ 0,5. Update next x bằng trừ 0,5. Update y 0,5. Ok, vậy là chúng ta đã xong.
Bây giờ có một vấn đề ở đây mà các bạn khi học ít khi chúng ta quan tâm, nhưng khi va chạm với lại sản xuất chúng bạn mới sẽ rất là bỡ ngỡ. Thứ nhất đó là nhảy hệ cỡ, khi nhảy xong của các chi tiết phải đảm bảo yếu tố là hệ cỡ của chu vi đầu tay và hệ cỡ của chu vi đầu lách phải tương đồng về độ dư. Có nghĩa là như nào? Quan sát vào hình ảnh, ví dụ chu vi đầu tay của chúng ta great measure, chúng cần cho ta đo này. Ví dụ cơ gốc là 48, ta xem cơ gốc trước nhé, 48,5. Chu vi cơ gốc của lách là 48,5. Thế vậy hai cái bằng nhau, hai chu vi đầu tay và chu vi lách bằng nhau. Thế vậy khi nhảy cỡ xong yêu cầu các cỡ cũng có hệ số làm sao ạ? Bằng nhau. Đây vậy là tôi đo. Đo trước control, giữ control để đo hai này. Và hệ số lách nhau bao nhiêu? 2,43. Thì vì vậy để cho các cỡ có hệ số giữa chu vi tay và chu vi lách giống nhau, thì vậy chúng ta sẽ phải đo ở đây cũng phải 2,43, nhưng chúng ta mới được bao nhiêu ạ? 1,8. Thế vậy chúng ta sẽ phải nhảy sâu xuống nữa nữa. Đây là sự khác biệt, chúng ta không phải tính toán gì nhiều ở chỗ này, 0,5. Ok, và tôi copy chụp x, copy rồi tôi đo lại, giữ control sao cho được 2,43 ở đây và 2,3 vẫn thiếu, vậy chúng ta lại hạ tiếp. Nó không có công thức cố định mà chúng ta phải thực tế. 0,7 x rồi chúng ta lại lại nè, chọn giữ control chọn hai đường 2,48 mà ở đây là bao nhiêu, chúng ta lại sửa để sao cho hai cái độ chênh lệch nó phải bằng nhau, trừ 0,65. Apps rồi chúng ta chỉ copy chữ x rồi ta lại đo 0,43. Vậy nếu như hai hệ cỡ tương đồng đều là 2,43 chênh lệch nhau thì cỡ gốc tay bằng chu vi của nách cỡ gốc bằng nhau thì các cỡ còn lại cũng sẽ bằng nhau. Đây các bạn lưu ý, rất lưu ý cái này. Đó. Tương tự chúng ta sẽ dùng sự lệnh đo cổ để xem độ chênh lệch 1/2 cổ là 0,8, một nửa, thế vậy cả cả vòng sẽ là 1/6 cái cổ là chúng ta sẽ xong 1,6. Update copy chú ý đúng không ạ? Vậy là chúng ta đã xong phần tiếp theo, đó là nhảy size toàn bộ các chi tiết trừ viền ra đúng không ạ? Ta căn chân H là dấu có đường hiển thị nhảy cỡ, căn chân G là hiển thị các chi tiết thì cỡ, nhớ nhé. Đây là phim nóng. Tiếp chúng ta cắt chân H để giấu các đường nhảy cỡ đi. Đấy. Ta vào Advanced, ta vào Device Sim, ta chọn Control để chỉ vào những đường ta muốn ra đường may, với điều kiện là các đường này giống nhau về đường may. Đối với diệt kim thì chúng ta sẽ là 7 ly. Đây là những đường ra 7 ly. Không phải xong tay chúng ta ra hết 0,7 đi, 0,7 thì ta rửa tay sau đường này này có đều 0,7, riêng gấu và cửa tay ra 2 phân, tại vì trong tài liệu chúng ta đã quy định đúng không ạ? Đây các bạn để ý nhé, gấu tay diễu 2 phân thì bắt buộc chúng ta phải ra đây cửa tay đây, nhớ các bạn nhớ đấy. Từng đường chúng ta ra 2 rồi. Đối với color ta vào turn back color, đây các bạn lưu ý
các bạn lưu ý, đây là vì đường cong thì chúng ta vẫn làm vậy, còn nếu bình thường nếu giữa việc kim chúng ta chỉ cần thẳng vuông ra đây là cũng được các bạn lưu nhé. Đấy. Tiếp tục cổ thì chúng ta cũng vậy thôi, thực ra 0,7 và 0,8, tại vì cổ thì co kéo nhiều nó sẽ bị bé đi á. Rồi chúng ta có thể gì ạ, đổi đường may, cho đường may vào bên trong bằng ship F8 từ đường này, swap này, swap này các bạn nhé, ta vào advance vào sim swap đấy, đổi đường may hết vào trong. Đây là chúng ta đã thiết kế hoàn chỉnh, nhảy size hoàn chỉnh, ra đường may hoàn chỉnh, và việc cuối cùng là chúng ta phải gì ạ, mở đối xứng, ta có lệnh modify piece và mirror mirror đấy. Trong lệnh mirror này thì các bạn lưu ý, các bạn muốn mở đôi ra cũng được, hoặc chúng ta chọn chế độ phone for after mirror là gặp lại sau khi mở, ta chọn vào đường chưa ạ. Nếu ta không chọn thì sao, đây nếu không chọn thì nó sẽ mở hết cả cho chúng ta, còn nếu chúng ta mà chọn mirror nhưng mà ta tích vào phone after mirror thì nó sẽ mở ra và tự động gặp lại luôn, mở ra tự động gặp lại và sau này ra sơ đồ tự động nó mở ra. Thường là chúng tôi để như này cho gọn, các bạn lưu ý nhé, và chúng ta lưu, nhớ là ta lưu lại. Vậy chúng ta kiểm tra một lần nữa xem chúng ta chi tiết chúng ta đã gì ạ, cái cỡ đủ đủ chưa, à đủ rồi. Vậy chúng ta đã hoàn thành việc thiết kế các chi tiết của tựa áo t-shirt nam, gồm thiết kế hoàn chỉnh, nhảy size hoàn chỉnh, ra đường may hoàn chỉnh, và tôi xin được kết thúc bài hôm nay ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.